những nguyên nhân khiến tủ lạnh đóng tuyết tủ lạnh của bạn sau một thời gian sử dụng ngăn đá trên của tủ lạnh thường xuất hiện một lớp tuyết dày đặc bám bên trong lớp tuyết này không chỉ làm tốn diện tích mà còn gây lãng phí điện năng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tủ lạnh đóng tuyết chúng ta cùng nhau đi tìm nguyên nhân ngay cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục tủ lạnh bị đóng tuyết tối ưu nhất nhé tình trạng tủ lạnh bị đóng tuyết là như thế nào hiện tượng tủ lạnh đóng tuyết khác với đông đá Ngăn đá của tủ lạnh có chức năng làm đông nước thành đá hay làm đông cứng các thực phẩm khác khi bảo quản trong ngăn đá, còn đóng tuyết là hiện tượng tuyết trắng, đá xốp, bám ngày càng dày trên thành tủ lạnh và bám trực tiếp trên đồ bảo quản bên trong tủ lạnh. Nếu để càng lâu lớp tuyết càng dày và dẫn tới khả năng làm lạnh giảm, hiệu suất thấp, không gian tủ lạnh bị thu hẹp. Biện pháp khắc phục tạm thời là tắt nguồn tủ lạnh, sử dụng máy sấy tóc để làm tan chảy hết băng tuyết bám trên thành tủ lạnh, sử dụng giấy và khăn lau để thấm hút nước. Nguyên nhân của tủ lạnh bị đóng tuyết do thói quen sử dụng tủ lạnh không tốt. Bạn thường xuyên mở cửa tủ, cho thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh, hoặc cửa ngăn đá bị hở, nên không khí và hơi nước vào nhiều, dẫn đến hiện tượng đóng tuyết lượng không khí vào trong tủ lạnh đó. Do lỗi trong bộ phận làm lạnh của tủ lạnh, với nguyên nhân này bạn nên gọi thợ đến kiểm tra sửa chữa để có kết quả nhanh nhất. Do bị đứt cầu chì nhiệt nằm trên ngăn đá. Nếu cầu trị nhiệt bị đứt thì bộ phận xả đá cũng sẽ ngưng hoạt động gây ra hiện tượng đá đóng thành tuyết trong tủ lạnh. Sò lạnh hay âm tủ lạnh không thông mạch, khiến thanh điện trở nóng lên khi tuyết phủ đầy giàn lạnh. Do dơ le xả hay còn gọi là tam mơ không đóng sang tiếp điểm xả đá gây ra tình trạng tủ lạnh không lạnh ngăn mát, làm cho rau củ quả bên dưới bị hư do không đủ hơi lạnh để bảo quản. Tủ lạnh bị đóng tuyết gây tốn điện. Nếu tủ lạnh thường xuyên bị đóng tuyết thì bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian để vệ sinh và xả tuyết cho tủ lạnh. Tình trạng này cũng làm cho hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt vì hơi lạnh trong tủ không thoát ra ngoài được do bị lớp tuyết chặn đường ống nên tủ lạnh phải hoạt động liên tục với công suất lớn hơn. Ngoài ra, khi tủ lạnh bị đóng tuyết trên ngăn đá sẽ làm cản trở sự lưu thông của hơi lạnh, lúc này hơi lạnh bị ứ động, ngăn cản quá trình làm đông đá. Đôi khi lớp tuyết quá dày còn làm cản trở hơi lạnh thổi xuống ngăn mát, khiến cho ngăn mát không làm lạnh được. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tủ lạnh hoạt động liên tục không tự ngắt, dẫn đến trường hợp tốn kém nhiều điện năng, quá tải gây hư hỏng linh kiện. Hướng dẫn cách xử lý tủ lạnh bị đóng tuyết. Đầu tiên, bạn phải tắt hết nguồn điện cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn tránh các trường hợp nguy hiểm xảy ra ngoài ý muốn sau đó lấy tất cả các thực phẩm trong tủ lạnh ra ngoài để đảm bảo rằng thực phẩm không bị hỏng khi để ra ngoài tủ lạnh bạn nên gói thực phẩm vào gói giữ nhiệt hoặc bạn có thể sửa tủ lạnh của mình khi thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh gần hết mở hết cửa của tủ lạnh để cho tuyết trong tủ lạnh tan ra nên đặt một cốc nước nóng hoặc để quạt quay về phía tủ đá để tuyết trong tủ tan ra nhanh hơn bạn có thể kết hợp vệ sinh bên trong các ngăn của tủ lạnh bằng cách dùng khăn lau sạch bên trong tủ lạnh lấy các khay nhựa trong ngăn đá và ngăn mát rửa sạch bằng nước và để trầu khô thoáng cho đến lúc tủ lạnh tan hết lớp băng tuyết chúng ta ráp các khay nhựa vào vị trí cũ chọn mua tủ lạnh có công nghệ không đóng tuyết đối với những dòng tủ lạnh đời cũ lâu năm thì thường không có chức năng tự xả tuyết do đó tủ lạnh đóng tuyết sau khoảng thời gian sử dụng là một trong những tình trạng hết sức bình thường bạn nên xả tuyết định kỳ để giúp tủ làm lạnh tốt hơn bạn có thể chọn mua dòng tủ lạnh mới có sử dụng công nghệ không đóng tuyết của hitachi Tủ lạnh Hitachi sử dụng công nghệ không đóng tuyết giúp bạn có thể sử dụng hoàn toàn 100% không gian dự trữ thực phẩm, bảo quản thực phẩm tốt hơn. Ngoài ra, người dùng sẽ không còn tốn quá nhiều thời gian vệ sinh xả đông tủ lạnh một cách mệt mỏi và phức tạp. Hy vọng bài viết trên giúp các bạn khắc phục tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ủng hộ kênh của chúng tôi.